Hello, xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình mặc một chiếc áo màu đen và chai nước hoa mình review hôm nay cũng là một chai nước hoa màu đen luôn. Đó chính là YSL Y Le Parfum, một chai nước hoa mới được ra mắt trong năm 2020 và có lẽ là rất nhiều người hóng chờ chai nước hoa này. Tại vì ở Việt Nam thì cũng không phải là có quá nhiều người bán. Và liệu em này có thể thay thế được YSL Y EDP, một chai nước hoa đã quá là hot trong những năm gần đây. Và nếu như các bạn chưa xem video về em này thì các bạn có thể xem đâu đó nó xuất hiện ở trên này. Còn nếu như các bạn đang tìm mua YSL Y Le Parfum thì có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới nhá. Mình rất cảm ơn bạn Tịnh Nguyễn đã tài trợ cho mình channel hoa này để có thể làm video cho các bạn xem. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chúng ta cùng nhau xem qua một chút về phần ngoại hình của Le Parfum nhá. Các bạn thấy là nó có một thiết kế màu đen, nhìn từ xa độ thế thật đẹp đúng không? Mà zoom vào nó còn đẹp hơn. Mình cực kỳ thích cái thiết kế kiểu một màu đơn nhỉ, một màu đơn sắc nhỉ, cực kỳ đẹp luôn ấy. Và nói rằng là đen từ đầu đến cuối, cái nắp thì hơi làm hơi kiểu bạc một tí và có biểu tượng của YSL cũng như là cái phần tên này. Nhưng mà cái phần chai này làm thì nó sẽ có một cái yếu tố đó là tại vì chai màu đen hết nên là khi các bạn cầm vào nó sẽ hơi dính vân tay một xíu. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái thiết kế cực kỳ đẹp, phải nói là đỉnh luôn, mình cực kỳ thích này, nam tính cực kỳ luôn và rất là bí ẩn. Và mình vừa xịt Le Parfum ra giấy, có một điều là khi mà mình vừa mới xịt ra cái ru nó vừa bay ra, nó chả cần phải dính lên cái giấy này mà mình đã ngửi thấy một cái DNA cực kỳ quen thuộc của YSL, đó là mùi của xô, của táo, của cái vị ngọt của đậu tonka. Cực kỳ là đặc biệt, ba cái nốt hương chủ đạo làm nên cái sự nổi tiếng của EDP. Thì ở Le Parfum này các bạn đã thấy rằng nó có xuất hiện. Nhưng mà có một cái điểm cực kỳ hay, đó là ở trong này họ thêm một nốt hương cực kỳ quan trọng, đó là Aldehyde. Aldehyde thì nó sẽ làm cho những cái nốt ngọt nó trở nên kiểu tròn trịa hơn, bớt ngọt hơn và cảm giác kiểu dễ chịu hơn. Nhưng mà nó sẽ đẩy những cái nốt hương top nốt như kiểu là citrus và những cái nốt hương như kiểu là những cái nốt thảm mộc, nó khiến cái mùi hương kiểu mạnh mẽ hơn. Nhưng mà các bạn yên tâm là nó không phải kiểu mạnh khiến các bạn kiểu xịt vào một cái các bạn lắc đầu đâu, mà mình với mình nó làm cho cái mùi hương, cái top nốt của Le Parfum này trở nên sắc nét hơn. Và nó có một cái gọi là một cái sự phức tạp về cái top nốt so với YSL EDP. Đặc biệt là khi mà các bạn side by side hai mùi với nhau thì các bạn thấy là mùi hương này nó mỏng hơn là một. Cái thứ hai là nó là một cái mùi kiểu xanh mát, dễ chịu mà có một cái chút ngọt đằng sau. Nhưng mà ở em này thì các bạn thấy là mùi hương nó dày dặn hơn. Nó vẫn là cái nốt ngọt, nó vẫn có một cái nét xanh, nhưng mà nét xanh ở đây nó sẽ dịu xuống và đặc biệt là làm cho mùi hương dày và có xu hướng tối nhiều hơn. Thì đó là cái top nốt của hai chai nước hoa này với nhau. Và khi mà dry out ở trên da mình ấy, thì Le Parfum nó có một cái điều khá là hay, đó là cái nốt ngọt của vani cũng như là mình có cảm giác nó hơi kiểu có một cái kiểu cái cảm giác quen thuộc đến hơi có như kiểu là ở mình đã gặp ở Versace Eros ấy. Nhưng mà ở đây thì mùi hương nó dày dặn và nó có một cái kiểu hơi kiểu thô, kiểu hơi kiểu thô ráp một tí ở trong này. Và với em này thì mình không biết là có unboxing hay không, tại vì mình cũng có một cái cảm nhận như kiểu ở Dior Sauvage nó hơi gợn một xíu, là mình liên tưởng đến Dior Sauvage ở những cái base note ở giữa. Nên là với chai nước hoa này thì về khoảng dry down về sau ấy, ở trên da thì mùi nó xuất hiện một cách rõ ràng hơn, mùi nó phong phú hơn, phức tạp hơn và nó có cái điểm nhấn riêng. Chứ như em này YSL mình đã nói rằng là mùi hương nó kiểu chung chung ấy, nó góp nhặt từ những chai nước hoa nổi tiếng. Đặc biệt là các bạn có thể xem lại cái video đấy, mình review rất là rõ em YSL này. Thì ở đây mình cảm thấy là nó là một cái phiên bản nâng cấp, chững chạc hơn, trưởng thành hơn và nó có điểm nhấn cũng như là sắc nét hơn nhiều so với YSL YSL. Vậy thì với một cách làm mùi mới của Le Parfum thì các bạn sẽ có một cái độ bám tỏa như thế nào? Thì trên da mình khi mà mình side by side hai mùi với nhau thì Le Parfum xuất hiện cực kỳ là rõ ràng. Và nếu như để mà kiểu ngửi thì các bạn sẽ ngửi thấy mùi của Le Parfum rõ hơn. Và cái thứ hai đó là cái mùi của Le Parfum có một điều là nó vẫn khiến các bạn ngửi thấy nhá, nhưng mà cảm giác là mùi nó không có độ bay ở đấy, nó cảm giác nó bị nặng ở sát da. Mặc dù nó vẫn tỏa càng lên cao nó càng mỏng, nhưng mà với Y của phiên bản EDP
thì mình thấy là mùi hương nó rất là thanh thoát và nó có một cái gì đấy khá là sáng. Nó kiểu các bạn đưa tay nhảy thì các bạn thấy mùi của YADP nó mỏng hơn, nhưng mà nó vẫn khiến các bạn ngửi một cách kiểu ở xa vẫn có thể ngửi thấy. Thì mình miêu tả kiểu một mùi nặng, một mùi nhẹ, nhưng mà về cái độ tỏa hương nó như nhau. Và về cái độ lưu hương ấy, thì mình nhận được khá là nhiều những cái trao đổi với mọi người, đặc biệt là trên những cái nhóm nước hoa ở nước ngoài, thì họ chê Liverpool bám rất kém so với YADP. Thì mình khá là lạ, tại vì mình đã phải test rất kỹ về cái độ lưu hương ở trên da. Thì mình thấy rằng là em này nó lưu ở trên da mình thậm chí là nhiều khi còn tốt hơn phiên bản EDP. Nghĩa là mùi hương này ở trên da mình phải tầm 8 đến 10 tiếng, đặc biệt là kể cả mình đã rửa tay nhá. Mình xịt hai mùi vào cùng một lúc mà mình đi rửa tay thì cái mùi của Liverpool này nó vẫn xuất hiện cực kỳ rõ. Nên là mình nghĩ là những bạn nào mà ngửi Liverpool được khoảng tầm 1-2 tiếng ấy mà các bạn không ngửi thấy gì, thì mình nghĩ là đấy là do cái trường hợp các bạn bị nhờn mùi và các bạn quen mũi thôi. Thì mình nghĩ là cái này các bạn khách quan, các bạn có thể hỏi những người xung quanh. Đặc biệt là mình hỏi những người xung quanh thì Liverpool người ta vẫn cảm giác là người ta bảo là mùi này ngửi được rõ hơn. Đấy, rõ hơn nhá. Với cái sự thay đổi về mùi hương cũng như là về độ bám tỏa thì Y Liverpool này nó cũng sẽ có một cái độ tuổi rõ ràng hơn và các bạn sẽ có thời điểm sử dụng cụ thể hơn. Với mình ấy, phiên bản này nó là một cái phiên bản trưởng thành hơn, chững chạc hơn và dành cho những bạn nào thích cái mùi của phiên bản EDP, nhưng mà các bạn thấy là mùi của nó có phần hơi trẻ, nó hơi năng động, nó hơi trẻ trung quá. Còn mùi này thì mình nghĩ là chắc là sẽ già hơn phiên bản EDP tầm 3 tuổi. Nếu như phiên bản Y này tầm 20 tuổi là các bạn có thể sử dụng được, thì cái phiên bản này mình nghĩ là phải tầm các bạn đi làm và các bạn khoảng tầm 25 tuổi thì sử dụng nó ok hơn. Các bạn có thể hình dung như này cho dễ, đó là ở EDP thì là một anh chàng trẻ trung, thích chơi thể thao này, năng động máy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Còn ở đây là một anh chàng đã qua cái tuổi rồi và anh chàng ấy chọn lọc cho mình những cái bộ môn thể thao nó phù hợp với cái sức khỏe ở độ tuổi của mình, cũng như là với cái thời gian mình có thể bỏ ra dành cho bộ môn đấy. Nên là với đây thì là một cái sự chọn lọc, một cái sự trưởng thành hơn so với phiên bản EDP. Và với sự thay đổi về cái độ bám tỏa thì với mình nghĩ là với một cái mùi hương nó làm sắc nét hơn, có chiều sâu hơn, cũng như là cái độ tuổi già dặn hơn, thì với phiên bản Liverpool mình nghĩ là các bạn có thể xịt tốt vào mùa đông. Khi mà EDP mình như mình nói, nếu như các bạn sử dụng mùa hè ở Hà Nội thì nó lại bị hơi ngốt, còn nếu như sử dụng vào mùa đông ở Hà Nội thì nó lại bị hơi kém, nó khá là kiểu lỡ cỡ ấy. Chỉ có lẽ sử dụng vào tốt vào mùa xuân, mùa thu, là mùa hai mùa này ở Hà Nội ấy, thì nó khá là ngắn. Nhưng mà với phiên bản Liverpool này thì mình đảm bảo với các bạn một điều rằng các bạn có thể sử dụng tốt vào mùa đông và mùa hè thì các bạn nói say no luôn, chắc chắn luôn là em này không sử dụng được mùa hè. Em này kiểu cố đấm ăn xô một tí thì có thể chơi vào những cái ngày mùa hè mưa mát mẻ, còn em này thì mình nghĩ là không luôn. Chai này ấy, mình nghĩ là chỉ có đi hẹn hò vào mùa đông hay đi chơi đi làm mùa đông thì ok. Vậy thì chốt lại, có nên mua YSL Liverpool này không, một phiên bản mới thiết kế đẹp hơn, mùi hương như vậy, thì có nên mua hay không thì mình sẽ phân tích nhảy để các bạn dễ lựa chọn nhé. Chứ mình bảo các bạn lựa chọn luôn thì các bạn lại bảo là mình không khách quan. Đó là nếu như các bạn thích cái mùi hương của YSL phiên bản EDP thì các bạn có thể thử em này để sử dụng cho mùa đông ở Hà Nội. Hoặc là các bạn thích một cái mùi nó dày dặn hơn, nó trưởng thành hơn, nó tối hơn và nó có một cái sự sắc nét, một cái sự rõ ràng hơn, chứ không kiểu chung chung như em này. Nhưng mà giá nó sẽ cao hơn một xíu nhá. Cái này thì các bạn có thể cập nhật thẳng ở trên web của YSL để các bạn xem giá, như mình chênh nhau khoảng tầm 30-40 đô hay 50 đô, mình không rõ lắm về khoản giá, thì các bạn có thể tham khảo đường link phía dưới các bạn hỏi. Cái góc nhìn thứ hai là không nên mua. Vì sao? YSL Wildly Perfume chỉ đơn giản là một cái phiên bản nâng cấp cải thiện về mùi hương, cũng như là nó xác định rõ hơn cái độ tuổi cũng như là cái thời điểm sử dụng cho hợp lý, và các bạn phải bỏ một số tiền chênh lệch nhiều hơn, thì mình nghĩ rằng là nó không nhất thiết là phải mua. Tại vì nếu như các bạn đã có YSL rồi, các bạn thích YSL tại vì nó trẻ trung, nó năng động, nó đa dụng, thì mình nghĩ là các bạn không cần thiết phải mua YSL Liverpool làm gì cả. Còn nếu như các bạn đã dùng hết mà các bạn muốn
nâng cấp lên thì được, còn nếu như mà mình nghĩ là đã có một chai rồi thì không nên mua chai Liverpool này. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Quá chuẩn luôn. Còn bạn thì sao? Bạn đã sử dụng YSL Y Liverpool này hay chưa? Thì hãy bình luận ở bên dưới và chia sẻ cảm nhận của mình, cũng như là xem là có nên lựa chọn mua em này hay không, để cho mọi người cùng biết nhá. Còn nếu như thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được video mới hơn với những chai nước hoa mới ra mắt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.